Dạ Vườn Mai Trúc Trà Bông, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay em có về một cái lô thổ đất đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn, vật giá rẻ ơi là rẻ luôn ha. Đây cả nhà, bây giờ em sẽ quay từng chi tiết cây cho mình xem nha. Đó, đây loại này về trồng vô tư luôn. Trời ơi, lấy bo cũng vô tư thoải mái luôn cả nhà. Đây, ơi trời đất ơi con gì. Tưới tiên là bộ rễ nha. Đây, rễ nè ha. Đây, liền cốt hết rồi cả nhà ơi. Nè, cái cốt nè, cái này được một mùa mấy hết rồi. À, lô này em bán với giá 65.000 một cây thôi nha. Chỉ có 65.000 một cây thôi cả nhà. Nó rễ nè, đủ cái kiểu hết nha. Cái cốt mập chà bá luôn nè. Đó, đây, 65.000 một cây thôi cả nhà. Nếu mà chúng ta lấy 5 cây, chúng ta sẽ được bao phí vận chuyển luôn ha. Rễ nè. À, liền cốt 100% rồi cả nhà ơi. Đó, rễ đây, dáng bài ha, rất là đẹp nha. Giá chỉ có 65.000 một cây thôi. 5 cây chúng ta còn được bao ship luôn. Và 10 cây thì chúng ta được tặng một cây luôn. Trời ơi, giá rất là hấp dẫn nha cả nhà. Nhiều quá em xịt không kịp, sâu cắn rồi nè. Đó ha. Này về lấy bo được nè. Rồi trồng chơi Tết được luôn. Đó, thường thường người ta mua mấy cái loại này à, ta về cho đắp mô, ra trồng á cả nhà. Mấy mốt cái mô hình kinh tế rất là lớn luôn ha. Đó, giá chỉ có 65.000 một cây thôi cả nhà. Nếu mà chúng ta lấy 5 cây em bao ship luôn nha. 10 cây em tặng một cả nhà. Rồi, hàng bên đây sẽ là thỏ hơn 65.000 luôn. Đây, cây này thì nó lùng liền nha, nhưng mà nhánh nó nhiều lắm cả nhà. Đây, cây này nè ha, giá chỉ có 65.000 thôi cả nhà. Đó, loại này nếu mà 5 cây em cũng bao ship luôn nha. 5 cây em cũng bao ship luôn, 10 cây em cũng sẽ tặng một luôn. Cành nhánh rất là xum xuê nha. Đó, đây cả nhà nhìn đây, đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn ha. Giá rẻ cực kỳ. Cây rất là sung nha. Em xả hàng nhưng mà xả hàng sung không nha cả nhà, chứ không phải xả hàng tùm bậy đâu nha. Đó, đây. Tại vì vườn em bây giờ rất là nhiều luôn, số lượng làm rất là nhiều, cho nên là xả hàng, xả để thanh lý, để giải phóng mặt bằng làm loại mới ha. Đó, như thế này. Giá chỉ có 65.000 một cây. Rồi, 65.000. Rồi, rồi bây giờ em sẽ qua cái lô 75.000 nha. Đây, lô 75.000. Cái bầu nó bự hơn, cây nó sẽ lớn hơn một chút nha cả nhà. Đó, đây, cây nó sẽ lớn hơn chút và nó vào trong cái chậu C6, hồi nãy là nằm trong chậu C5. Đó, đây nè, rễ nè. Đó, đây ha, cành nhánh như thế này đây. Rồi, giá là chỉ có 75.000. Em lựa mấy cây cành nhánh nhiều như thế này nè, cả nhà nhìn thấy ha. Đó, rễ thì đẹp lắm nha. Rễ đẹp lắm, cành nhánh xum xuê như thế này. Giá là 75.000. Đó, 75.000 một cây. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây sẽ là hàng cốt thọ hương liền cốt 2 mùa. Đó, loại này là 130 nha cả nhà. Đó, cây nè, tiền nào của đó ha. Cả nhà nhìn thấy nè, tuyệt vời luôn. 130.000 một cây nha. 130.000 ha. Cái này thì 4 cây lại bao xíu, còn mấy cái loại kia là 5 cây nha. Đó, cả nhà nhìn nè. Đó, quá tuyệt vời luôn ha. Rồi, ai thích loại nào xin hãy alo bên vườn mai của Trúc Trà Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.